quá trời chuyên nghiệp luôn. Thợ ngày hôm nay vàng chóe luôn á quý chị ơi. Không, bắp gỏi này rồi, không ăn ăn bắp chuối. Dầm cái chén với ớt thôi là đã thấy thèm rồi đó quý vị. Một miếng chanh nữa. Đây. Một gà khoảng trái chanh. Bóp một con gà khoảng một trái chanh nha quý vị. Một trái chanh không hạt á. Trộn lên. Gà này giống như gà mới đẻ. Da vàng ươm luôn cái bụng. Ngon ghê á quý vị ha. Quá trời vàng. Phao câu. Phao câu này má thích ăn lắm nè quý vị. Ok. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi quý vị. Nhưng mà không phải ai bóp cũng ngon nha quý vị. Nó ngộ vậy đó. Đúng rồi, chỉ có chồng tôi bóp mới ngon. Kìa kìa. Đây. Da vàng. Quá trời luôn. Đó. Chấm với lại muối ớt nha. Quá trời ngon. Bỏ hai dĩa. Dĩa kia không hết. Đó là gà công nghiệp không?